Hello, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở chợ buôn bán động vật, các loại động vật của chợ Phiên, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ở cái khu vực này thì là khu vực bán rất nhiều các mặt hàng động vật, chủ yếu là trâu, bò và lợn. Ngoài ra còn rất nhiều các loại chó nữa các bạn nhé. Bây giờ xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng mình đi khám phá cái chợ Phiên động vật của huyện Bắc Hà này, xem có cái điều gì đặc biệt nhé. Xin mời quý vị các bạn. Ở khu vực này là khu vực mà bày bán rất nhiều các loại trâu, mà chủ yếu là trâu đực thôi các bạn. Khu vực này là khu vực trâu đực, vì hàng này là hàng hướng thịt nhé các bạn. Trâu đực ở đây thì có rất nhiều loại, loại to có này, loại nhỏ có, loại béo cũng có, loại gầy cũng có các bạn nhé. Những con trâu ở đây thì chủ yếu là được người dân ở các cái huyện lân cận với huyện Bắc Hà ở trong tỉnh Lào Cai, hoặc là các tỉnh lân cận của tỉnh Lào Cai đến đây để bày bán này các bạn. Rất nhiều loại trâu luôn, chủ yếu là trâu đực thôi các bạn nhé. Những con trâu rất là to luôn này. Rất đẹp luôn các bạn. Không thiếu các mặt hàng trâu nhé các bạn nhé. Khi lên trên này để chọn trâu thì không thiếu các mặt hàng trâu, từ loại to có, loại nhỏ có, loại đẹp có, loại vừa tiền cũng có các bạn nhé. Ở đây có ba chú trâu cỡ nhỏ đang được các bác ấy định giá. Bạn đang định giá ba chú trâu này. Và ba chú này là ba chú nghé này. Trâu hôm nay thì các bác buôn trâu ấy, các bác bảo là trâu hôm nay rất là rẻ các bạn nhé. Không đắt như các chợ phiên khác, tại vì là hàng bây giờ là khó xuất sang bên Trung Quốc được, nên là cái hàng mặt hàng trâu bò và ngựa ở đây thì cũng tương đối là giá cả phải chăng, không được đắt lắm. Đây có hai mẹ con trâu được một bác đang bày bán ở đây. Chào bác nhé. Hai mẹ con này thì bác bán nhỉ? Hai con. Ba. Đấy, các bạn, trâu bây giờ là rất là rẻ. Đấy, một cặp hai mẹ con như này, cái thời trước thì cũng phải tầm khoảng 45-50 ấy bác nhỉ? Nhưng mà bây giờ chỉ còn 33 triệu một cặp như thế này. Cả mẹ rất là to này. Một con nhé, con này nhé. Cái trâu này thì ở đâu về chứ bác nhỉ? À, bên Lai Châu sang à? Cái này là mình mua về lâu rồi chứ nhỉ? Đây. 2 tuần đấy. Mua theo xe hay là mình sang đến tận đây bắt? Mình ở Lai Châu mà mình bắt khu đấy thôi. À, mình mang sang, mình sang đấy bắt xong rồi mang chở xe về bên này đúng không? Đỗ xe bắt được mà đỗ xe thì. Trâu bây giờ rẻ là lý do là không xuất được sang Trung Quốc nhiều đúng không? Thế là chỉ tiêu thụ ở trong nước Việt Nam chúng ta nên là nó rất là rẻ các bạn ạ. Trước thì đấy, tầm này thì 5-4-6 triệu một cặp này, nhưng mà bây giờ chỉ có 3-3 triệu. Có khi là tiền luôn thì có khi là còn giảm nữa đúng không? Đấy. Ta có giảm đến 30 triệu. À, đấy. Làm kịch sàn đúng không? 30 triệu cặp lại luôn. Trâu to vật vã, một con nghé này cũng tương đối là to đấy. Chào cảm ơn nhé. Bên này thì chủ yếu các mặt hàng là trâu đực các bạn. Con chú trâu đực nhìn rất là hăng máu, có thể sẵn sàng là đấu nhau bất cứ lúc nào nhé. Bên này là mặt hàng trâu đực đây.
con trâu được nhìn rất là lực lưỡng luôn, mồng má khùng to rất là chắc chắn luôn. Chào chú. Con trâu được này hôm nay giá như nào bác? 14 à. Có 36-37 triệu. À. Bán lỗ à? Lỗ. Mua 40 bán 36-37. Gọi là mà vừa bán vừa cho đấy đúng không? Vừa bán vừa cho. Nhìn con to dã man này nhưng mà giá chỉ có 37 triệu các bạn. Loại này chắc tầm mấy tuổi bác nhỉ? 6 tuổi. 6 tuổi rồi ạ. Rất là lực lưỡng luôn. Cái con này nếu mà khoảng cách đây khoảng năm, hơn năm về trước đây thì giá cả nó khác hoàn toàn đúng không ạ? Đúng rồi. Cái này hồi trước đây chắc phải tầm 5-60 triệu. 50 triệu. Bây giờ đấy, giá cả giảm xuống gần một nửa. Không có công nuôi rồi. Vâng. Thì mặt hàng này bây giờ chỉ tiêu thụ trong nước thôi, không xuất được ra nước ngoài nên là giá cả nó bị ép xuống rất là nhiều các bạn. Mà các bạn biết đấy, người dân Việt Nam thì tiêu thụ cái mặt hàng thịt trâu này cũng không được nhiều cho lắm, chỉ ít thôi. Cháu cảm ơn chú nhé. Đấy, những cái chú trâu đực rất lực lưỡng này các bạn. Này thôi, nhưng mà hồi trước hàng thì hàng như này rất là khan hiếm. Nhưng bây giờ ấy thì không tiêu thụ được sang nước ngoài nên là hàng như thế này bây giờ rất là nhiều luôn trên chợ trâu như này nhé. Ở góc bên này thì rất là đông các bác đang thương lượng giá cả về các loại trâu nhé. Hàng trâu to bây giờ hơi khó bán một chút. Là chủ yếu là hàng bán có cặp mẹ con, bán trâu nhỏ dễ bán hơn, tại vì cái lượng thịt của tiêu thụ cũng rất là ít. Đây có một chú trâu đực đang được mọi người thương lượng giá cả đây. Trâu đực đấy cũng khung tương đối là cao to này, vai u thịt bắp. Chào chú. Chú đang thương lượng trâu à? Vâng. Con trâu này thì được định giá bao nhiêu? Này giá bảo 30 triệu. À, 30 triệu đây. Con này là cũng hình như cái vai kia thì cũng được thuần nhiều rồi ấy nhỉ? Ừ, được mái. Cày bừa thoải mái đúng không? À, cái chú trâu như này nhưng mà chỉ được định giá 30 triệu thôi. Con trâu đực rất là to to béo luôn. Đấy. Con này chắc con này chắc vẫn non nhỉ? Con này chắc trâu non. Con này chắc tầm 2 tuổi không? 2 tuổi á? Đây con này 5 tuổi rồi. À 5 tuổi rồi. Nhưng mà sừng nhìn nó vẫn non nhỉ. 30 triệu con này thôi. 5 tuổi. Nhìn những cái cặp chân của nó rất là chắc chắn này. Lông thì rất là to nhỉ. Tại vì trâu này là trâu không được vỗ béo mà trâu này là trâu phần nuôi tự nhiên. Nuôi chăn thả. Tự nhiên không vỗ béo cho cám ở trên vùng cao này nên là cái vai của nó nhìn cả các bạn biết ấy, cái vai của nó rất là u bắp lên này. Vai nó đấy. Cái này về chúng ta cày bừa thoải mái và kéo gỗ. Chỉ 30 triệu, rất là rẻ. Bạn thấy lá trâu bây giờ thì không được cao như thời trước. Góc bên này thì mình thấy có một hai chú đang lắt một quả chú trâu đực của mình đang mang ra ngoài chợ phiên bán này. Chào chú nhá. Chào chú. Chú bán trâu đực này à? Đây con trâu đực nhỉ. Con này bụng có vẻ ăn hơi no. Ăn tốt đấy, ăn tốt. Con trâu này thì năm nay bao tuổi rồi chú? 3 tuổi rồi. 3 tuổi rồi. 3 tuổi mà nhìn có vẻ sừng dài hơn cái con 5 tuổi kia nhỉ? Trâu là con loại là sừng dài chứ. À, một loại sừng dài, một loại sừng ngắn hơn đúng không? À,
Mình cũng lần đầu tiên mình cũng tham khảo về mặt hàng chợ trâu bò nên là mình, cháu cũng không biết các loại trâu nó có nhiều loại như vậy. Có nhiều loại. Vâng. Thế con trâu này thì bác định giá con trâu này bán ở hôm nay như nào? 31, 32 triệu con trâu to cao sắp bằng người mình luôn rồi. Đấy, rất là rẻ luôn các bạn. Vâng, quá rẻ luôn. Vâng. Nhưng mặt hàng này tầm khoảng hơn 1 năm, 2 năm về trước thì không bao giờ có giá đấy luôn. Nó chắc chắn là phải trên 50 triệu con này, đúng không? Đấy. Nhưng bây giờ giảm. Bây giờ giảm gọi như là gần một nửa thôi. Đấy. Nói chung là bây giờ chăn nuôi trâu bò rất là khó khăn tại vì cái tiêu lượng tiêu thụ của nó thì thịt của nó rất là kém các bạn nhé. Tại vì là chỉ tiêu thụ được mặt hàng trong nước thôi. Nước ngoài bây giờ họ không ăn nữa đâu. Không phải không ăn mà cái biên người ta rào hết rồi, không đi được. Nên là xuất sang nước ngoài cực kỳ khó luôn. Đấy. Nên là làm cho cái giá cả trâu bò xuống rất là nhiều. Người chăn nuôi thì cũng rất là vất vả các bạn ạ. Để nuôi ra được một con trâu như này không phải đơn giản đâu. Nhưng mà khi mà nuôi ra được to như này đi bán thì nó chỉ được 20-30 triệu mà trong vòng 3-4 năm như thế thì cũng không có lãi gì đâu các bạn. Gọi là mình nuôi lấy công làm lãi thôi. Bên này thì có một chú đang bán một con nghé. Nghé con này. Nghé con thì trông tương đối là đẹp. Đó chú. Chú bán con nghé này à? Chú bán con nghé này. Con nghé này thì chú bán nào? Giá bao nhiêu? Này 20 triệu con này. Nghé này bán dễ hơn cái loại trâu to kia chứ nhỉ? 20 triệu chú nghé này. Con này chắc được hơn tuổi. Dưới 20 triệu. Giá dưới 10 triệu tí. Con này dày nhá. Dày à, mày nắm thế nào à? Con này dày như ông á. Dày thịt quá nên là rẻ hơn luôn. 16. Khi mà ra chợ bán hỏi mua trâu thì lúc nào cũng phải hô giá lên cao. Không phải người mua sẽ trả giá xuống là vừa đúng không? Theo chú nhé, chú kia. Nhiều loại trâu đây. Khi đã mà chọn mua được một chú trâu rồi thì thợ người chủ sẽ xịt sơn và đánh dấu con trâu của mình mà sẽ được dắt về bên bãi bên kia để buộc lại nhé. Và sau khi đã chọn đủ một xe rồi sẽ cho lên xe và xuất đi các bạn. Cái con vừa lấy là bán giá bao nhiêu anh? Họ bán nhé. Không rõ đâu. Nó đợi bao nhiêu cái ông kia? À, 38. Chắc là giả xuống 35 đúng không? 35-36 thì bắt đầu là chốt luôn các bạn. Con trâu to như thế chỉ tầm 35-36 triệu thôi. Khu vực chợ trâu này thì bày bán dọc mà khu riêng các bạn nhé. Nó tách biệt hoàn toàn với cái khu chợ ẩm thực với dược liệu ở trên khu vực trung tâm, chợ trung tâm trên kia các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cái khu vực mà bán bò bên này. Trâu thì rất nhiều. Rất nhiều trâu bò này các bạn. Bên này thì là có một chú bò bé mà. Đây là một chú bò vàng, bò ta gọi là bò ta nhé, giống rồi không to đâu, nhưng mà thịt thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn thịt
có bò lai kia. Em chào anh. Anh ơi, cái bò con này hôm nay họ bán nhỉ? 12 triệu con này. Bò thì bán sẽ đắt giá hơn trâu, tại vì là thịt bò thì được tiêu thụ ở bên Việt Nam nó dễ hơn. Bò này mà đá này đau ấy. Người ta bảo đau như bò đá mà, đúng không? Hey, chú bò ta, gọi bò ta mình ấy nhỉ? Không lai đâu. Bò lai thì to, cái vai nó u kìa. Rất nhiều châu bò luôn các bạn. Đây này có một chú bò lai to, rất là to luôn, bò đực. Vai u luôn. Chân tay rất là dài, to luôn đấy. Mình không dám đến gần, sợ đá. Bò của anh à? Hai bò này thì con bò to kia anh bán thế nào? Bò to kia 24 con bò to này. Con bò bé này 19 triệu 100. Cái bò này là gọi là bò lai lai xin à? Hai bò thì bò lai xin đúng không? Thì giống nó sẽ khác với bò ta. Bò ta nó nhỏ hơn. Bò cái rất là lực lượng. Bên này có một chú bò trắng này, một chú bò vàng này. Rất nhiều luôn. Đọc bên này thì chủ yếu là bò thôi. Trâu thì nó ở một bên riêng, tại vì trâu bò nó hay kỵ nhau, hay đá nhau. Chú bò vàng tương đối là đẹp này. Bò thì không béo như trâu các bạn nhé, nhưng mà thịt ta thì cái lượng thịt, cái xương bò nó nhỏ hơn xương trâu ấy, cái lượng thịt nó được nhiều hơn. Đấy, bên này có một chú, hai chú bò lai rất to luôn, dữ dằn luôn. À, chú bán bò đây à? Đang đi thăm, đi xem giò bò đó. Như cái loại bò to này thì bây giờ họ bán bao tiền con bò to này? 30. À, 30. Con trắng trắng mà bé bò bán 30 chắc tầm 20. À, mình giả số đúng không? Cái này gọi là bò lai chứ nhỉ? Bò lai. Bò lai thì nó rẻ hơn bò thừa, bò ta kia đúng không? Bò của ai nhỉ? Đây. Chưa biết được. Chả thấy chủ. Chủ dắt ra đây chơi thôi, không thấy đâu. Mời ra đây chơi thôi. To luôn. Những thợ mua thì họ sẽ đi chọn. Và khi chọn được và thăm đồng thuận giá cả thương lượng được rồi thì người ta sẽ xịt sơn lên những con bò, con trâu được chọn được nhé. Đây có một đôi, một cặp. Cặp nghé, một con to, một con nhỏ được chú vừa dắt tới. Mọi người đang hỏi xem giá cả như nào. Người buôn ở đây thì cũng rất là nhiều và người mua cũng rất là nhiều các bạn. Người ta mua về thì người ta vỗ béo một thời gian, người ta cũng bán lại thôi. Châu bò bây giờ thì thường là người ta sẽ không sử dụng vào cái mục đích nông nghiệp nhiều, tại vì nông nghiệp bây giờ chủ yếu là dùng máy móc nhiều, cày bừa máy móc nhiều nên là chủ yếu là bán thịt thôi các bạn nhé. Khu vực này là khu vực mà bán các loại ngựa các bạn nhé. Ngựa to có, ngựa cả cặp, đôi mẹ con có nhé. Ngựa thịt có nhé các bạn nhé. Đây có một chú đang bắt ngựa mình ra bán. Chào chú nhé. Chú bán ngựa này à? Cái ngựa này vẫn là ngựa non nhỉ chú nhỉ? Con ngựa này chú bán như nào? 28 triệu con này. Ngựa thì trên này thì nó sẽ đắt hơn là cái trâu mới bỏ các bạn. Tại vì là ngựa, thịt ngựa trên này sẽ được ưa chuộng hơn là trâu mới bò.
tại vì ngựa nó không phải nơi nào cũng nuôi được các bạn nhé, nó sẽ tùy từng khu vực. Ngựa chủ yếu nuôi ở khu vực vùng cao đấy các bạn. 28 triệu con ngựa này. Thịt ngựa ấy bán cũng được là đắt hơn các loại thịt trâu hoặc là thịt bò các bạn. Đây là một chú ngựa đực. Bên này thì có rất nhiều các loại ngựa. Rất nhiều rồi nha bạn. Dọc cái bờ này thì chủ yếu là ngựa. Các loại ngựa có. Ngựa to, ngựa nhỏ, ngựa thịt đều có hết nha các bạn nhé. Đây là chú ngựa con này. Đang vừa cây. Bên này không phải ngựa bạch đâu, đây là ngựa trắng này, ngựa trắng lai. Trắng lai, ngựa bạch là một loại ngựa mà nó sẽ màu trắng hết này, mắt hồng và cái móng của nó cũng hồng các bạn nhé. Đây là một ngựa lai bình thường thôi. Trên này có một chú ngựa rất là cao luôn các bạn nhé. Cái giống này giống là ngựa đua rồi đó. Đi tránh ra phía sau đá rất là nguy hiểm. Tại vì là xem ngựa này chúng ta tốt nhất là chúng ta đi cách ra một đoạn, tại vì là nó sẽ rất là nguy hiểm, tại ngựa nó đá rất là đau nha các bạn. Đây có một chú ngựa đực, cháu chú bán ngựa này à? Đây ngựa nhà mình nuôi đấy ạ. Con ngựa này tầm chú bán tầm bao nhiêu? 40 triệu con này. Chất lượng ngựa thì trên này thì tuyệt vời các bạn, tại vì là ngựa thì nó trên này thì nuôi dân dã tự nhiên, nuôi các cỏ thôi, mấy nông sản tự nhiên trên này nên là chất lượng thịt nó rất là ngon. Nhìn cái chú ngựa rất là chắc chắn này các bạn. Tuy nhiên là cái ngựa thì sẽ bán chạy hơn là trâu với bò nhé các bạn nhé. Tại vì là ngựa thì nó thịt, chất lượng thịt thì ăn sẽ thơm và ngon hơn trâu với bò và sẽ được nhiều người ăn hơn nữa. Nên là bán rất là chạy. Còn trâu bò hiện nay thì cái lượng nuôi nó khá là nhiều nên là bán rất là khó các bạn. Bên này có một chú ngựa lông bầm và lông đuôi rất là nhiều. Khu vực dọc hai bên đường này là khu vực mà bán rất nhiều các loại lợn nha các bạn nhé. Mà chủ yếu trên này là lợn đen, lợn bản địa phương nha các bạn. Những chú lợn thì được nhốt ở trong những chiếc lồng và trong những cái bao đây các bạn. Cô bán lợn này cơ. Lợn này thì là lợn nhà mình nuôi hay là bắt ở đâu về đây? Cái này là lợn đen nhỉ? Lợn đen mình ấy đúng không? Cái này bán theo con đi nhỉ? Không bán theo cân đâu. Một con này tầm như này bao tiền? 2 triệu con một con. Con này tầm khoảng 25 cân rồi nhỉ? 25-30 cân đúng không? 25-30 cân thì trung bình 2 triệu rưỡi thì tầm khoảng 100.000 cân đấy các bạn nhé. Lợn đen thì nó khác với lợn trắng. Chất lượng thịt thì ăn cũng thơm ngon hơn rất là nhiều các bạn. Tại vì nuôi được dân dã tự nhiên trên này, chủ yếu là nuôi bằng những cái nông sản địa phương trên này các bạn. Cảm ơn cô nhé. Rất nhiều các loại lợn này bán đây nhé. Lợn to có này, những cái chú lợn nhỏ cũng có, cắp lanh có, hàng quay cũng có các bạn nhé. Rất nhiều luôn. Nhiều các loại lợn, người dân là nuốt ở trong những chiếc bao này, cắt mỗi cái đầu này ra thôi các bạn, cắt mỗi đầu ra để bán các bạn. Đây một chú lợn rất là to nhưng mà để trong một cái sọt, trong một chiếc sọt được đan bằng cái tre.
nhá. Đoạn này chất lượng thịt thì ăn thì khỏi bàn đấy các bạn nhé. Dọc bên này thì rất đông các người đồng bào dân tộc ở trên khu vực huyện Bắc Hà về bán rất nhiều các loại lợn các bạn. Lợn thì nhốt trong chiếc bao này. Lợn rất nhiều luôn. Đi chợ mua lợn ấy thì chúng ta tốt nhất là chúng ta đừng chọn những con lợn mà nó to béo quá các bạn nhé. Đấy, to béo thì có thể là người dân người ta sẽ dùng cám tăng trọng ấy, người ta nuôi. Mà những chiếc chú lợn, ví dụ chú lợn gầy như thế này thì mà nhìn mốc mốc ấy, nhìn mốc mốc bẩn bẩn ấy, nhưng mà chất lượng thịt thì đảm bảo hơn đấy các bạn nhé. Ví dụ như chú lợn này chẳng hạn thì chắc chắn là mình đảm bảo với các bạn rằng nó sẽ không có mặt hạt cám tăng trọng nào các bạn. Nên chị nhé, chị bán cái con lợn to này giá như thế nào? À, 3 triệu con này. Lợn này thì không có một tí tăng trọng nào luôn đấy nhỉ. Nhìn là biết rồi, tại vì là nó rất là gầy này. Thì ăn chất lượng thịt thì cái da, cái bì của nó rất là dày các bạn. Lông dài các bạn ạ. Lông rất là dài luôn. Rất nhiều lợn luôn. Mà ở đây thì lợn thì hầu như là bán vo theo con đó các bạn. Đến đây thì chúng ta mua vo theo con. Chứ chúng ta không, người ta sẽ không bán theo cân đâu các bạn, tại vì không mang một chiếc cân nào ra ngoài cái khu vực chợ này. Đấy. Đó chú. Để bán lợn à? Lợn này thì mình bán như nào con này? À con này 1,5 triệu à. Con này tầm khoảng 20 cân đấy nhỉ? Chưa. 16 đến 17 cân đấy đúng không? Đấy, chủ yếu lợn đen ở trên khu vực huyện Bắc Hà nhiều đấy các bạn. Rất nhiều người dân đi mua lợn về. Hàng này thì mình quay hoặc là nướng nên ngon nhỉ? Lợn đen là địa phương đúng không? Đông chủ yếu là ăn những cái hàng nông sản ngô. Đấy, ngô ăn, không ăn cám rất trọng các bạn. Chất lượng thịt thì rất là thơm ngon các bạn nhé. Đấy, khi mua lợn thì chúng ta sẽ được người buôn lợn, người ta sẽ xách lợn ở trong chiếc bao ra để xem. Khu vực này là khu vực bày bán rất nhiều các loại gà ở trên chợ Bắc Hà các bạn nhé. Gà vịt rất nhiều luôn. Ta đi dọc trên khu vực trên này thì được bày bán rất nhiều các loại chó trên khu vực Bắc Hà các bạn nhé. Chó trên này thì có rất nhiều loại luôn, giá cả cũng khác nhau, từ loại rẻ đến loại thực phẩm lại tận đắt luôn các bạn nhé. Đấy, rất nhiều chú chó được bày bán này, chó sủa chó không. Cái chú bán con chó này bao nhiêu? Cái con chó trong chú này 1,5 triệu con này đấy ạ. À, chú chó tương đối là đẹp đấy các bạn, lông xù này, lưỡi đốm này, lưỡi đốm, lông xù, chân tay tương đối là to, 1,5 triệu nhiều luôn. Con lông xù bên này như nào chú? Vâng, cũng thế đúng không? Cái loại này tầm khoảng 5 cân nhá. Vâng. Con này hơn 5 cân rồi. 5 cân một tí thôi. Tốt rồi. Nhiều lợn chó luôn. Vâng. Thường thường thì chó ở trên khu vực Bắc Hà này thì lông xù là thứ nhất này. Và đuôi phải cọc. Và lông thì màu đỏ, màu vàng, màu đen nhé. Và chân tay to thì sẽ được định giá rất là cao các bạn. Rất đông luôn. Bên này thì chợ rất là đông luôn. Đông khách du lịch cũng như người dân đi bày bán ở đây, nên là cái lối đi lối lại thì nó rất là chật các bạn nhé. Bên này mình nhìn thấy có hai chú chó lai, chó hồng đỏ, chưa phải đỏ các bạn. Nhiều luôn.
chú thì chó to được bày bán đây này, nó rất là to luôn. Em chị, chị ơi, con chó này bán bao nhiêu? 28 triệu ạ. 28 triệu con này. Con này rất là to cục luôn các bạn, chân tay to, nó 40 cân con này. Mặt nó rất là dữ dằn luôn nhé. Nó thuần rồi nên là cũng không ác lắm đâu ạ. Chân tay nhìn như chân con sư tử luôn các bạn. Đúng là Alaska. Chân tay này, đẹp đuôi rất là đẹp luôn. 28 triệu con này. Chó rất là đẹp, rất nhiều loại chó, rất là ngấu chiến. Nhìn thấy con chó khác là nó mình không giữ là nó sẽ tuyệt luôn con chó khác. Rất nhiều chó, rất nhiều loại chó. Đấy, chú ơi, bán ba chó này như nào? Một con. Hai con là một con triệu hai. À, con nào cũng triệu hai rồi. Con này triệu hai con. Con trắng kia thì rẻ hơn đúng không? Giá này 1 triệu. Trắng 1 triệu thôi. Triệu hai một con này. Con này chắc là tầm 7 cân, 8 cân này nhỉ? 10 cân rồi. À, 10 cân à? Rất là nặng luôn đúng không? Chợ chó rất là sôi động luôn rồi. Rất nhiều loại chó. Dạ. Rất đông luôn các bạn nhé, chợ chó hôm nay phải nói là đông hơn thường lệ, đông hơn các chợ khác rất là nhiều luôn, người đi lại cái lầm lượp luôn. Mừng là khu vực mà các bà cô bác người đồng bào dân tộc trên này phải bán chó ở đây nhé. Chào cô nhá. Cô ơi, cô bán chó này như nào? Hai chó này, hai chó này bán như nào đây? À, 300 một con này à? Cái con này có cặp đuôi không? Hay là dài đuôi? Dài đuôi đúng không? À, chó dài đuôi không? 300 một con này. Đấy, nó có rất nhiều loại giá luôn. Trên này có một chú chó lông hơi hung đỏ này các bạn. Mình thử giá xem. Thì bán chó này như nào? 1 triệu 2. 1 triệu 2 con chó này à? 1 triệu 2 con chú chó màu lông đỏ này các bạn nhé. Lông gọi hơi hung thôi, hung đỏ thôi chứ không phải đỏ hẳn các bạn. Những cái chú chó mà lông cái màu đấy thì rất là đắt luôn các bạn nhé. Ngoài ra thì lông xù cũng được rất là ưa chuộng và đuôi cọc cũng vậy. Rất nhiều luôn các bạn. Đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc trên vùng bán nữa các bạn. Bên này thì một nhóm bà cô và chú đang bán chó đây các bạn. Chó này bán như nào bác nhỉ? Này này. À, 600 con này à? 500 một con, cô phải 600 một con. 600 một con này. 600. To hơn đúng không? 600 một chú chó. Nói chung là chó tầm này thì nó rất là đẹp. Đấy. Cái giống bố mẹ nó chắc cũng tương đối to đấy. 5 cân chưa nhỉ? Tầm 5 cân chưa? Nhiều chó luôn. À, 4 cân rưỡi. Lại ăn tốt rồi nhỉ? Chó rất nhiều luôn. Đến chợ thì người ta sẽ tương đối giá cả. Có thể người ta mua lại xong rồi người ta bán lại luôn hoặc là mua về nuôi cũng có nhé. Nhiều luôn. Đơn luôn các bạn nhé. Dọc luôn cái đường này à, đầu là bán chó các bạn.